Trong buổi giải đáp ngày 16 tháng 6, bác có nói con người có ba thứ: tánh người, tánh Phật và thức, và thức do thần quản lý. Bác có thể nói rõ hơn thức này cụ thể là gì và vị thần có thể tác động những gì vào loại thức này? Con người là có tánh người, là suy nghĩ 16 thứ, tánh Phật 4 thứ. Còn cái thức biết á, là của ông thần tác động vô để ông quản lý cái thân mình. Bởi vì tôi nói với người mà ta tu á, cái thần thức này có nhiều người họ nói rất nhiều nhưng mà họ không hiểu cái thần thức là cái gì. Thần thức là tánh người, nó ẩn trong thân người của mình nhưng mà nó không thuộc lệ thuộc vào tánh người. Mà để kiểm soát, có nghĩa là mình đi đâu dính tới đó, giống như ổng đeo mình á. Giống như mà ổng đeo cái thân mình đi đâu đó. Vì thế mà trong đạo Thiên Chúa nó có cái câu này nè: thánh thần hai gia giáp. Rất đúng, đạo Thiên Chúa nói rất đúng về thánh thần hai gia giáp. Mà tôi không giải thích về thánh thần ở trong đạo Thiên Chúa. Thì mình ở đây, cái mà cái thần thức nó đeo mình á, là của ông thần. Để chi? Để lúc nào cũng thấy mình, cũng mình không chạy qua khỏi ông đó, giống như nó dính đó. Còn bên kia ông thánh, ông thánh thì kêu bằng đi theo thôi. Ông thánh thì ra làm việc của thánh, thần làm việc của thần. Mình duy nhất chỉ có hai tánh là tánh người và tánh Phật. Còn thần thức là vị thần theo dõi kiểm soát mình suốt dòng đời của mình. Nếu ông này hết giờ kêu bằng gì đó, hết thời gian quản lý, thì ông này ra, ông kia nhào vô đổi ca. Mình có 100 năm, ổng tới 500 năm lận. Có nghĩa là có thể là vừa sanh ra thì ông nào kiểm soát có thể một đời thôi. Bởi vì ổng là ổng kiểm soát được 5 đời, còn mình thì có một đời. Rồi hết tiếp đi. Phật con, Phật chung, Phật cả khác nhau ở lượng công đức và khả năng ứng thân giúp giải thoát, thì còn khác nhau ở điều gì nữa không? Phật lớn bằng nhỏ là do cái lực sáng của người ta. Bây giờ có điện rồi, người ta thí dụ anh có cái điện pin một pin thì sao? Rồi đèn pin hai pin, ba pin, 10 pin, nó theo cái lực của nó. Lực nó sát xa, một pin thì nó phát ra thí dụ 10 thước đi, hai pin là 20, 3 pin 30, nó vậy thôi, nó có lực. Thì cái lực nó sáng và cái lực nó lớn nó cũng nằm theo cái vật lý này. Rồi. Bác nói muốn vãng sanh tịnh độ thì phải cúng dường bạc tỷ mới về được. Vậy thì người về tịnh độ rất ít, vì đâu có ai cúng dường bạc tỷ nhiều, người thưa bác. Thì nó không về được thì ở đây làm giàu. Bây giờ nguyên tắc bây giờ nè. Bây giờ hỏi cho mình ra công ty du lịch á, nói giờ đi Mỹ 10.000 đô, 5.000 đô rồi đó. Còn đi Phú Quốc 300, đi Hà Nội 800 gì đó. Thì giờ muốn đi du lịch gì? Đủ không? Thì đi Mỹ. Không được thì thôi giờ mày chọn chỗ khác, mày chọn Hà Nội, Hạ Long hay là Bến Tre, Cà Mau gì đó mày chọn. Chứ bây giờ biểu mày có nhiêu đó mày đòi đi giảng sanh làm sao được? Nó sanh có quy định của nó là bao nhiêu tiền đó thì mới đi được. Trời ơi, đi gọi là đi xuất ngoại mà chứ đâu. Đi xuất ngoại là tất nhiên căn bản máy bay là bao nhiêu tiền rồi, qua bến chơi bao nhiêu ngày. Lên đỡ ở 10.000 năm mà không lẽ đi có triệu bạc lên làm 10 vụ ở 10.000 năm ở lên đó. Chuyện một năm ở bao nhiêu xài bao nhiêu tiền tính đi. Ở Mỹ 10 năm xài bao nhiêu? Thí dụ tôi cho 10.000 đi, một 5.000 đi. Xài có gì 8.000 thôi, rồi đi Mỹ thôi, ở đây đi. Đi hai ba tour ở đây cho nó khỏe. Cái lực, đây là cái lực vật lý người ta. Chứ đâu phải mong nương là cực lạc. Tây phương cực lạc. Tây phương lên đó ở rồi không ấy, còn lên đó cực lạc rồi đi nữa. Đi vòng hết cái Tây phương đó. Gọi là mình ở đây gọi là đi qua Mỹ mà đi hưởng hết 52 tiểu bang Mỹ. Không đi qua, nếu ở bển qua 1 tiểu bang ở một chỗ thôi, ở một 10 năm vậy, không có tốn nhiều. Qua bển mà đi hết 52 tiểu bang, tôi tính thì 1 tiểu bang bao nhiêu? Gọi là Tây phương cực lạc lên trời cũng vậy, đi vòng hết. Thì phải có số tiền tôi lớn, chứ còn nhỏ nhỏ đừng có đi, đừng có mong. Đừng có nghe lời mấy ông thầy đưa mấy triệu tụng qua bển, đừng có. Ai có đọc cái kinh Trần Nhân Tông không? Năm trước đưa mẹ nó đi đâu lấy 100 quan, năm sau đòi nhiều, đều tiệm 300 quan, không phải. Ông quan phạt 500 qua đó. Cái gì nó phải ra là thế giới vật lý này, anh đi đâu anh phải đúng cái quy tắc đó. Là gì? Bởi vì tôi nói là tất cả gì tôn giáo tín ngưỡng đạo muốn
làm cái gì phải cho đúng, nhà nước cho hết, nhà nước không bỏ cái gì, nhưng dưới điều kiện. Tờ sau cùng anh phải cam kết rằng anh lừa đảo, anh ở tù. Rồi tất cả cái câu đó mình ghi vô rồi ai cũng cho. Đó, mình rõ ràng, mình thật thì đâu có sợ gì, đâu có sợ lừa đảo ai đâu. Còn cái này giảng sanh là phải nên nhớ đọc, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn cái này là nói về cái tôn giả ấy, cái tính thôi, chứ sự thật đó. Cái bài này là để dẫn con người ta trở về Phật giới. Giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cũ phẩm liên hoa vị phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Anh ngộ vô sanh là anh về rồi, chứ đâu phải mà đi giảng sanh Tây Phương kia. Cái này người ta dạy cho mình trở về Phật giới, mà mình không hiểu mấy ông thầy bác đi Tây Phương thì bây giờ phải có tiền. Còn nếu mà về Phật giới không có tiền, có công đức về thôi, không đồng nào mà chịu khó đi tạo nó ra nhiều công đức thì mình về được. Cái câu này là cái câu quyết định đi về Phật giới, chứ đâu phải mà đi về giảng sanh Tây Phương đâu. Đâu con hỏi tiếp đi.